Xin chào tất cả mọi người, hôm nay là rất là vui. Nhà em thì điều hòa rất là nhiều, mà các bác đặt em cũng dọn rất là nhiều. Đây, như em đang view cho các bác xem một cái mẫu điều hòa ba la nhá. Ba la bọn này toàn có đế đời cao này, bọn này toàn 25, 26 này. Đấy, nói chung là bọn này toàn có đầu máy 9 là chủ yếu thôi. Đây, như con này là con mã đây. Để cho mọi người xem này. Con này con mã của nó 22TFG này. Con này đến nó 2015 này, tức năm sản xuất con nó 2015 đấy. Đấy. Con này là Z225 này, con này 2015 này. Con 226CF thì nó là 2016 nhá. Con này là 226CF 2016. Nói chung là rất đẹp. Các bác xem này. Nhìn như mới luôn. Đây được bọn này là bọn chưa dọn gì nhá. Em view cho các bác xem để nếu mà chủ ai có nhu cầu đặt thì em dọn cho. Đấy. Hàng trắng đẹp không, đến 26 cái form nó rất là khác. 24, 23 nó form nó khác hẳn luôn. Đấy, nhưng bọn này này, máy 9. Máy 9 nhìn như bây giờ em dọn một con anh cành đào cả bứng khiển này, tức là bứng tôn đấy. Bứng tôn mới điều khiển của nó thì em dọn bây giờ nó rơi vào giá tầm 5 triệu rưỡi nhá. 5 triệu rưỡi là các bác đã có sở hữu một con điều hòa nội địa 2 triệu inverter tiết kiệm điện. Đấy. Chỉ có 5 triệu rưỡi thôi. Phải không? Giá rất là hợp lý. Giá như giá thợ luôn. 5 triệu rưỡi nữa các bác đã một con điều hòa rồi. Đời 25, 26. Đời rất cao, rất mới. Đây như hôm nay có một anh ở Hà Nội thì anh ấy hỏi xem một con đầu 40, tức là tương đương máy 16.000. Hàng viền đen nhưng anh ấy thích con đời 20, con đời 24 cơ. 24 thì em nay lại không quản. Nhưng nếu anh tin tưởng thì anh cứ đặt cọc vào đấy. Mai em sẽ đi tìm cho. Xem anh em ở quanh đây thì em sẽ tìm cho. Chứ còn đời là 24 em không còn. Đi điều hòa nhà em còn để đầy sân này. Đấy. Ngoài mưa em che bạt. Đấy. Kho thì đang chật ních cái hàng. Đấy cho anh em xem này. Đây anh ấy thích con 40 này. Con này cũng rất đẹp này. Nhưng nó lại đời 24, nó lại không phù hợp với ý thích của anh ấy. Con này rất là đẹp đây. Đấy, con này thì đánh bóng đang ok thôi. Đây, dàn này. Xanh đẹp. Đây con đấu 50. Dàn đều dàn xanh hết nhá. Đấy. Đấy dàn xanh luôn. Rất nét đây, hàng còn rất nhiều để cho các bác xem này. Đây. Hàng trắng muốt còn rất là nhiều. Em để đầy sân. Nhà các kho đang chật ních thì để đầy sân đi. Rồi quay video cho các bác xem thì ai có nhu cầu đặt thì alo trước cho em nhá. Hôm nay thì tính nữa các bác đặt thì bây giờ chưa thể dọn trước kịp được. Thì trong ngày hôm nay em đặt các bác đặt dọn em tầm 5-6 con cơ mà toán viền đen mất niếc không kịp. Đấy, các bác đặt thì những con CF này thì có thể dọn nhanh hơn. Và giá cả nó cũng hợp lý, chạy cũng ngon lành cành đào. Ga cộ đầy đủ zin bản hết 100%. Thì em bao zin bản luôn nhá. Từ cái ga đấy. Đẹp này, lung linh này. Các bác mà nhu cầu thì cứ đặt trước thì em khoảng một tuần đi. Nhưng bây giờ đang thời tiết đang mưa rồi. Đang mưa thì em chưa thể khẳng định được có thể xong sớm. Nhưng sẽ xong sớm nhất cho các bác. Viền đen mắt niếc rồi vít viếc la ba la phu đai kin tô mít đai có hết nhá. Đây các bác đặt thì đặt trước cho em 1-2 ngày em sẽ bố trí thời gian em sợ ấy cho. Còn điều hòa rất là nhiều, trắng bóc đi. Các bác thích kiểu đánh bóng cũng được mà thích kiểu phun sơn được thì em có phục vụ tất được nhá. Các bác đặt thì nhu cầu đặt thì báo trước cho em. Mà ai xem kênh của em thì đăng ký cho em một đăng ký rồi cho em một lượt thích để em động lực em làm video hơn. Rồi em cảm ơn mọi người rất nhiều nhá. Cảm ơn mọi người rất nhiều.